Các em thân mến, với bề dày lịch sử hàng nghìn năm, Thăng Long Hà Nội đã trở thành một vùng đất hấp dẫn về du lịch với những địa danh nổi tiếng như Hoàng thành Thăng Long, Tháp Rùa, Đền Ngọc Sơn, Văn miếu Quốc Tử Giám, Thành Cổ Loa hay Thăng Long Tứ Trấn. Nơi cô đang đứng đây là Văn miếu Quốc Tử Giám, một di tích đã có bề dày lịch sử hàng nghìn năm, tiêu biểu cho Hà Nội và cũng là biểu tượng cho văn hóa và truyền thống của người Việt Nam. Vậy còn điều gì thú vị hơn nữa? Cô cùng các em tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay, Văn miếu Quốc Tử Giám.